Chào các bác nhé, hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mô hình nuôi ốc nhồi. Đây lại là nuôi ốc nhồi trong tràng lưới nhé các bác nhé. Các bác có thể nhìn tràng lưới này thì tùy theo nhu cầu mình sử dụng là kích thước bao nhiêu thì mình đặt đơn vị người ta làm cho nhé. Tràng này thì em đặt ở Bắc Ninh, đấy là cơ sở làm chuyên làm về tràng lưới này, là thiết bị chăn nuôi may dung. Các bác nào có nhu cầu mà về tràng lưới thì cứ liên hệ với đơn vị đó. Là các bác có thể nhìn thấy này, tràng rất là vuông vắn này. Đấy. Em thì rất nhiều cỡ tràng. Còn bác nào có nhu cầu về ốc nhồi thì cứ liên hệ với em. Em tên là Trung ở Tuyên Quang nhé. Số điện thoại của em là 0977 742 916. Nuôi ong tráng này thì rất chi là hiệu quả các bác nhé, dễ chăm sóc, dễ xử lý. Vậy nhé các bác nhé, em chào các bác. Thiết bị chăn nuôi Mai Dung hân hạnh kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu tại Bắc Ninh, chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị chăn nuôi gia súc, gia cầm, dụng cụ chăn nuôi thủy sản, đánh bắt thủy sản, dụng cụ thú y. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, thiết bị chăn nuôi Mai Dung trở thành một thương hiệu uy tín tại Bắc Ninh và các tỉnh lân cận an tâm tin tưởng lựa chọn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0975 892911 hoặc tới địa chỉ Trung Chính, Lương Tái, Bắc Ninh để được tư vấn miễn phí. Hân hạnh được đón tiếp và mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng. Thiết bị chăn nuôi Mai Dung luôn đồng hành cùng nông dân làm giàu.